chào tất cả các bạn nha. Nay cùng xem con Copaco SK200 nha các bạn. Đây gạo mối vịt mình sẽ cho nó bơi phà đi dài dài của mình múc đất lẻ nha. Mấy nay công chuyện mình bận nhiều quá, mắc làm mấy chiếc phà cho mấy bạn kia nữa nha các bạn, cho nên mình ít có ra video cho các bạn nha. Khi nào có thời gian rảnh này mình sẽ ra nhiều video cho các bạn coi nha. Gió quá lên khối đất luôn phải không? Không có thấy khói được không? Đó, này bắt đầu mình múc thử cái nha. Quá chỉnh gạo này. Ồ, lên tới đất đứng luôn á. Dài dài tới cái nữa nè, cho mình dễ múc cái nha. Tới đây đi, tới khúc nó cạn kéo phà đi khó quá. Đó bạch kia như dài dài đây gan kênh 1 kênh 2 kênh 3 vậy nha. Đó, đầu mình múc mình bỏ qua cặp mé ở bên đây nha các bạn. Một gạo chạy dài dài tới nha. Thấy lên một gạo này nhóc chưa? Quá chừng nước vô cái khúc này sâu thiệt chứ. Cái phà nước vô coi cả nó nói chưa. Dạ, tới luôn. Thôi bây giờ lên ngay chăng cái trái mớp giờ nó phanh lên kìa. Qua quá chừng rồi, đổi cái cho nó xì ra cái lỗ lù bớt mới được không. Nước nó đang chảy lù lù ở phía sau kìa. Đột à, quay ship qua đây cái cho nhìn thấy ngay. Là đất cũng cứng không nào.
lên, có mình bốc lên tới đất cứng luôn nè các bạn. Đầy gạo phải không? Kích qua đây coi cái nha. Rồi đi về dài tới luôn các bạn ơi. Này thử coi. Cây trục vít này muốn hư nữa rồi, chắc cái này thay cây khác nữa rồi đó. Nó đòi tiền nữa rồi đó. Nó là thắt cứng luôn đâu. Cạp cái gà banh hết. Gạo này, thứ gạo mình bán ở trên Shopee này nha các bạn. Đó, giờ cặp qua đăng chỗ này thử cái nha. Cục chỗ cái cục servo đó lần này hư rồi. Vô nó cặp hết nổi rồi. Về chắc thay cái khác nữa đó. Đó thấy chưa? Quá chừng nặng vậy. Lên dướng mấy cọng cỏ đây nè. Dài lên bờ. Dài lên bờ thử luôn nha. Mà chắc lọt chứ cái tủm nó quá. Rồi không được rồi. Thank you.
Thế bảy rồi. Rồi lên luôn nha. Quá nguy hiểm này. Đó, phà. Rồi dòm dòm thấy lèo mạng chưa? Nó nguy hiểm quá. Về tới nó mới được. Rồi ok, mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.